Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 gia đình Việt. Sau khi đường ai nấy đi với mối tình 8 năm, Khổng Tú Quỳnh, thời gian gần đây nhiều thông tin về chuyện tình yêu của Ngô Kiến Huy được công chúng quan tâm. Nam ca sĩ được cho là đang hẹn hò với hot girl nổi tiếng Nguyên Andy bằng nhiều hình ảnh được chụp cùng một địa điểm. Mới đây, cư dân mạng đã soi ra hình rất chất lượng, càng khẳng định hơn về mối quan hệ của cặp đôi này. Cụ thể, trong bức ảnh của Ngô Kiến Huy đăng tải, có một chi tiết rất đắt giá, đó là bức tranh được trưng bày tại nhà riêng của Ngô Kiến Huy trùng khớp hoàn toàn với bức tranh mà Nguyên Andy đã đăng tải lên Instagram trước đó. Không lâu trước đây, một tài khoản TikTok chia sẻ đoạn clip với những hình ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò của Ngô Kiến Huy cùng hot girl Nguyên Andy thời gian gần đây. Qua đoạn clip, rất nhiều chi tiết được cho là trùng khớp kỳ lạ giữa Ngô Kiến Huy và Nguyên Andy. Từ vòng tay, nón, áo giữa Ngô Kiến Huy và người đẹp này đều giống nhau đến lạ. Nhiều sự trùng khớp trong các bức ảnh bị dân mạng phát hiện, làm dấy lên sự nghi ngờ về mối quan hệ tình cảm bí mật giữa hai người. Mới đây nhất là chi tiết trùng hợp về tấm giấy trang trí có hoa văn Nhật Bản mà Ngô Kiến Huy gọi là bùa Nhật được treo trên xe của anh. Tình cờ, Nguyên Andy cũng có tấm ảnh chụp bên trong một chiếc xe hơi với tấm bùa Nhật phía sau, nội thất lại rất giống xe của Ngô Kiến Huy. Tin đồn vẫn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, hot girl Nguyên Andy có động thái đáng chú ý khi cô đăng tải bức ảnh khoe vóc dáng thon thả với cáp sần vẫn đang nghĩ đình đám chỗ nào. Có lẽ cô nàng đang nhắc đến một số bài đăng trên mạng xã hội với nội dung rằng Ngô Kiến Huy bí mật hẹn hò với hot girl đình đám Nguyên Andy. Và bên dưới bài đăng, ngay lập tức xuất hiện comment của Ngô Kiến Huy, nam MC nhắc lại chuyện chiếc bùa Nhật, cho rằng tất cả nguyên nhân nằm ở đó, chắc do bùa Nhật của tôi đó bà, anh lấy một cái không chồng. Đồng thời, anh còn tát tên một người bạn vào và xưng hô với người này là chồng. Tuy nhiên, có lẽ đây chỉ là một cách nói đùa mà thôi. Từ đầu năm đến nay, Ngô Kiến Huy liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với hot girl Nguyên Andy khi bị dân mạng phát hiện ra hàng loạt các chi tiết trùng khớp. Tuy nhiên, những người trong cuộc vẫn luôn tìm cách ngầm phủ nhận mối quan hệ tình cảm này. Trên mạng xã hội, thời gian gần đây xuất hiện một đoạn clip soi hình hẹn hò của Ngô Kiến Huy và hot girl Nguyên Andy nhận được nhiều sự chú ý. Mặc dù có nhiều hình ảnh giống nhau nhưng cả hai chưa chung khung hình nên khó có thể xác nhận họ có đang hẹn hò hay không. Ngoài ra, cả hai cũng từng nhiều lần bị phát hiện cùng check-in tại một địa điểm được cho là trong lúc cặp đôi đi du lịch với nhau. Bên cạnh đó, tài khoản riêng của Ngô Kiến Huy còn có động thái thả tim rất nhiều bài đăng của Nguyên Andy. Đầu năm 2021, netizen cũng soi ra được cặp đôi đi du lịch chung, thậm chí còn ở cùng căn hộ. Gái xinh Lâm Đồng cũng từng chia sẻ hình ảnh người đàn ông giấu mặt đứng cạnh cô trong thang máy được cho là Ngô Kiến Huy. Có thể thấy rất nhiều ý kiến xoay quanh đoạn clip của Ngô Kiến Huy và người đẹp. Nhiều khán giả cho rằng đây là trùng hợp nhưng số khác cũng khẳng định có hẹn hò cũng chẳng sao. Ngay khi đoạn clip trên được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, netizen cũng rất vui khi khơi lại thêm loạt bằng chứng khác như việc bạn gái tin đồn đang nuôi bé mèo của Ngô Kiến Huy. Bên cạnh đó, một số người lại tỏ ra bán tín bán nghi về thông tin này, trong khi có không ít người cho rằng dù sao nam ca sĩ và Khổng Tú Quỳnh chia tay cũng đã lâu, việc anh có người mới cũng không có gì lạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi điểm tin trên kênh Gia Đình Việt. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.